Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia. Giáo sư Việt Kiều Nga với 7 tập thơ xuất bản tại Việt Nam. Việt Nam tham gia hội chợ nghệ thuật Art Space Singapore, hội chợ tập trung nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại xuất sắc của châu Á và thế giới. Bên lề hội nghị thường niên 2015 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2015, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Hoàng hậu Hà Lan Maxima, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về tài chính bao trùm, đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman, Phó Thủ tướng Thái Lan Devakula Pridiyathon. Hoàng hậu Hà Lan mời Việt Nam tham gia nhóm những người bạn tài chính bao trùm với thành viên là đại sứ của các nước tại Liên Hiệp Quốc. Nhấn mạnh, Việt Nam là một trong 25 nước được chọn tham gia chương trình tài chính bao trùm. Tại cuộc gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục dành cho Việt Nam những sự linh hoạt cần thiết để có thể sớm kết thúc đàm phán Hiệp định TPP. Khẳng định Việt Nam đã và đang nỗ lực nhằm bảo đảm TPP là một hiệp định có chất lượng cao và cân bằng. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh còn khẳng định với Phó Thủ tướng Thái Lan về việc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái đầu tư vào Việt Nam. Trong đó có việc đầu tư và triển khai các dự án lớn trong các lĩnh vực hai bên cùng có lợi. Chiều ngày 22 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia và chào mừng 40 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia 22 tháng 1 1975-22 tháng 1 2015 đã được tổ chức tại Hà Nội. Trải qua 40 năm trưởng thành và phát triển, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia đã có những đóng góp tích cực, góp phần vào việc tăng cường sự giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước. Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã có từ lâu đời. Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia từ lâu đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã không ngừng được củng cố và phát triển. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn các cấp hội tiếp tục phát huy các kết quả, triển khai các hình thức hoạt động mới theo tinh thần hiệu quả, thiết thực. Nhân dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, phóng viên của chương trình đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia để hiểu rõ hơn về hoạt động và tiêu chí hoạt động của hội cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia. Xin được cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Được thành lập vào tháng 1 năm 1975, trong 40 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia đã có những đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia nói riêng cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia nói chung. Vậy ông có thể chia sẻ một số những thông tin về hoạt động của hội trong thời gian qua? 40 năm là một cái chặng đường không dài lắm nhưng không phải là quá ngắn. Và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia nó cũng thăng trầm, cũng có những cái bước tiến và có, thực ra cũng có lúc cũng bước lùi vì có khó khăn. Có thể nói rằng trong những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì hội của chúng tôi có thể nói là cũng đã tìm mọi cách vượt khó khăn, có rất nhiều sáng kiến để mà đưa cái hoạt động của hội nó đi lên và được xã hội công nhận. Ví dụ như là chúng tôi tổ chức việc các gia đình của Việt Nam, đặc biệt là các gia đình là cựu chuyên gia, là cựu quân tình nguyện Việt Nam, đỡ đầu các cháu lưu học sinh Campuchia sang học ở Việt Nam và nhận các cháu là những con nuôi trong gia đình, chăm sóc các cháu, yêu thương các cháu. Có cái sự giao lưu đó, nó tạo một cái tình cảm, sự ấm cúng, ấm áp
và nó như là một cái mối tình tốt đẹp, đặc biệt là như là ươm những cái mầm xanh hữu nghị cho tương lai của hai nước. Với tư cách là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia trong suốt 30 năm qua, vậy ông có thể đánh giá như thế nào về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói riêng, cũng như mối quan hệ đoàn kết hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước nói chung? Với Campuchia thì chúng ta có rất nhiều ân nghĩa. Campuchia với chúng ta cũng có rất nhiều ân nghĩa, đặc biệt là hàng chục vạn quân tình nguyện của chúng ta sang giúp Campuchia. Và rất nhiều người đã hy sinh, không trở về với tổ quốc của mình. Họ những người là người trai trẻ, rồi có thể nói là hy sinh rất nhiều để giúp bạn. Cái ân nghĩa đó bạn nhớ. Và bạn nói rằng là nếu mà không có đội quân tình nguyện của Việt Nam mà các bạn gọi là đội quân nhà Phật đấy, thì không thể có cái ngày 7 tháng Giêng. Không có ngày 7 tháng Giêng có nghĩa là không có đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày nay. Phát huy những kết quả đã đạt được, vậy trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia sẽ có những kế hoạch gì nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa nhân dân hai nước? Về tổ chức của hội phải phát triển nhiều hơn. Trong 5 năm vừa qua thì chúng tôi đã đưa lên tới bây giờ hàng có thể nói là có một vài vạn hội viên. Nhưng mà số đó vẫn chưa đủ. Tới đây chúng phải đưa nhiều hơn nữa, nhất là các tỉnh biên giới. Thế rồi về nội dung và phương thức hoạt động thì cũng phải tiếp tục là cho nó phong phú hơn, nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là lực lượng sinh viên của Campuchia, lực lượng sinh viên Việt Nam theo tôi là nên có cái giao lưu với nhau, mà hội sẽ tác động ở đấy để sinh viên các trường đại học ở Phnom Penh, sinh viên các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có thể xa nhưng mà ít nhất là hai nơi đó họ có thể giao lưu với nhau, họ gần gũi nhau để mà tăng thêm hiểu biết, tăng thêm tình hữu nghị. Thế còn vấn đề kiều bào đó thì phải nói là mấy chục năm vừa qua chúng tôi quan tâm đến vấn đề người Việt Nam sống ở Campuchia. Chúng tôi nhiều lần đã kiến nghị phải giải quyết những cái gì tối thiểu cho bà con đi, cái quyền sống của bà con, rồi những cái giấy tờ để làm cho người ta đảm bảo một cái sự ổn định cái cuộc sống của Campuchia. Rồi chúng tôi cũng tác động cả bên phía Campuchia nữa để các vị quan tâm vấn đề này. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Ngày 22 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt đoàn kết Việt Nam-Cuba do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức. Tham dự có đại sứ Cuba tại Việt Nam Edminio López Díaz cùng đông đảo cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba. Tại cuộc gặp, đại sứ Edmino nhấn mạnh việc hai nước Cuba và Mỹ tuyên bố tái thiết lập quan hệ song phương sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cả hai nước trong tương lai. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba cho biết, năm 2015 là năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba và hội nghị lần thứ tư khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba vào tháng 9 năm 2015. Cuộc gặp mặt này là sự kiện mở đầu cho những hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba trong năm nay. Kết thúc hội nghị, Hội Hữu nghị ra mắt ban chủ nhiệm mới của câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba. Thưa quý vị và các bạn, có một nhân vật không chỉ nổi tiếng trong việc phát triển, quảng bá y học dân tộc và võ thuật của dân tộc Việt Nam tại Nga, mà còn nổi tiếng và thành công trong một lĩnh vực khác, đó là thơ ca. Ông có tình yêu thiết tha dành cho thơ ca với nguồn cảm hứng mãnh liệt. Bởi qua những vần thơ, ông đã nói lên được những tâm tư tình cảm của mình với cuộc đời và đặc biệt là tình yêu nồng nàn với quê hương của đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nhân vật này. Không có nhiều thời gian dành cho thơ, giáo sư viện sĩ Ngô Xuân Bính thường sáng tác mỗi khi di chuyển trên máy bay. Khi đó, từ những ghi chép tản mạn, ông làm sống lại những cảm xúc, những ký ức từ những miền đất mà ông đã đi qua, những câu chuyện mà ông đã trải nghiệm. Đề tài trong thơ của ông vì thế rất phong phú, từ những thứ thật giản dị gần gũi như con tôm, con cá, đến những vấn đề của thời cuộc. Nhưng ám ảnh ông nhất là những đề tài về chiến tranh mà ông đã từng trải qua một thời khốc liệt gian khổ. Tình cảm của con người, cái gì vui sướng nhất, cái gì đau khổ nhất, cái gì ấn vào chúng ta, những cái tâm trạng nó theo tôi, tức là một tâm trạng nó có tính chất dồn nén nhất, bức bách nhất thì không bao giờ người ta quên được. Cái tuổi thơ tôi là chứng kiến cái cảnh mà máy bay ném bom như thế nào, những người bộ đội chúng ta can trường thế nào, du kích tập như thế nào. Và chúng tôi cũng là người được tham gia trong cái việc mà sắn cỏ để đắp các cái lũy chiến hào.
Trên 20 năm sáng tác, đến nay, nhà thơ Ngô Xuân Bính đã xuất bản 7 tập thơ tại Việt Nam với hàng nghìn bài thơ. Thơ của ông giàu tính nhạc với những dồn nén cảm xúc, tình yêu quê hương, cuộc sống và cả tiếng Việt giàu biểu cảm của dân tộc. Tiếng Việt của mình nó quá là đa sắc, đa chiều, đa dạng, đa nghĩa. Cho nên trong thơ tôi mà nó có những ngụm từ rất là đặc biệt thì theo tôi ở đây có một cái phần chính là vừa khai thác tiếng Việt vương, vừa khai thác tận gốc cái tiếng địa thượng phổ thông, nhưng đồng thời có những cái phần mà chúng ta bắt nguồn trước là nó có cái phần Hán Nôm, thì trong cái phần Hán Nôm cái tính đa nghĩa nó cũng khủng khiếp. Nhưng nếu anh lệ thuộc vào đấy và anh tìm cái lạ đấy làm cho người xưa người tái không hiểu được là cũng là cái nhầm, cho nên là tôi cố gắng vận dụng những tình cảm và cả những triết lý sâu xa ẩn chứa trong thơ Ngô Xuân Bính đã được nhiều nhạc sĩ thành danh của Việt Nam phổ nhạc thành các ca khúc. Nhà thơ Ngô Xuân Bính có những cái bài cũng nhẹ nhàng, tức là vẫn êm dịu, nói về tình yêu quê hương, nói về con, nhưng mà có những cái bài phải nói là nó chứa đựng cả cái nội tâm rất mãnh liệt, nó dồn nén để nó, tức là khi đọc thơ là mình cảm thấy, tức là rõ ràng nếu không đọc kỹ không thể hiểu được cái tính tư tưởng, nhưng rõ ràng những cái bài thơ ấy lại là cái bài thơ lại rất đắt, lại cái bài thơ ấy nó tạo cho mình những cái ấn tượng để mình phổ. Vì thơ của Thế Bính nó đa dạng phong phú, và cái đa dạng phong phú đây tôi không nói đến cái mảng về tứ thơ, ý nghĩa của các bài thơ, mà tôi muốn nói đến cái vấn đề tiết tấu nhịp điệu của thơ. Có một cái rất là tự nhiên là tôi đã tìm thấy những cái nhạc trong thơ của Thế Bính. Cuối tuần này, đêm nhạc Ân Khúc Giao Hòa với những sáng tác của 10 nhạc sĩ phổ thơ Ngô Xuân Bính sẽ diễn ra tại Hà Nội, gửi tới công chúng thông điệp về ân tình với cuộc sống và cả tình yêu quê hương đất nước của những người nghệ sĩ. Hội chợ nghệ thuật hàng đầu khu vực Đông Nam Á ArtsTest Singapore 2015 được tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng 1 tại quốc đảo Sư Tử, giúp công chúng yêu mến nghệ thuật có cơ hội được đến gần hơn với nhiều tác phẩm đương đại xuất sắc của châu Á và thế giới. Năm nay Việt Nam có 4 nghệ sĩ đưa các tác phẩm đến trưng bày tại hội chợ. Với không gian trưng bày rộng 1.000 m², chương trình triển lãm Đông Nam Á đã giới thiệu 32 nghệ sĩ tiềm năng và nổi tiếng trong khu vực. 4 nghệ sĩ Việt Nam là Đỗ Hoàng Tường, Hoàng Dương Cầm, Phi Phi Oanh và Richard Chất Master Trần có tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã nhận được sự đánh giá cao. Điều tôi cảm thấy thú vị từ các nghệ sĩ tham gia triển lãm đến từ Việt Nam là họ vừa có những tác phẩm được biểu đạt dưới hình thức truyền thống, đồng thời khám phá, mở rộng hình thức biểu đạt bằng nhiều cách. Chẳng hạn như nghệ sĩ Hoàng Dương Cầm, người nhìn lại quá khứ cá nhân của mình kết hợp với nhiều yếu tố lịch sử khác. Đây là một cách thức thú vị để nhìn nhận về vấn đề căn cốt của một người. Chắc là bạn biết là trong quá trình toàn cầu hóa thì nó bắt đầu từ trước đây rồi. Thì cũng làm từ những phía cá nhân hoặc là từ những phía người nhà sưu tập hoặc là của từ Việt Nam hoặc là những phòng tranh. Thế thì hy vọng rằng là trong tương lai vẫn hoạt động bảo tàng có những kết nối với khu vực hoặc là hoạt động về giáo dục nghệ thuật cho công chúng, giới thiệu nghệ thuật cho công chúng được nhiều hơn. ArtsTest Singapore 2015 cũng giới thiệu nhiều dự án nghệ thuật như Video State hay triển lãm đặc biệt dành riêng cho các nghệ sĩ Nga, Malaysia, Hàn Quốc và nghệ thuật đương đại, qua đó giúp người xem có cái nhìn sâu hơn về các nghệ sĩ và tác phẩm nghệ thuật của họ. Bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại theo địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt.